Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với LE Gaming. Và đây sẽ là một video để tụi mình phân tích nhẹ một xíu về cái banner cuối cùng của phiên bản 4.0. Trước khi chúng ta bước vào phiên bản 5.0 là banner Emil và banner Yelan. Đó, chúng ta có banner cuối cùng phiên bản 4.0 như thế này. Và ok, let's go. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói tới banner mới của nhân vật Emil này đi ha. Thì chúng ta sẽ có Emil là nhân vật thảo, cầm thương và chơi. Lối chơi chủ yếu như chúng ta đã biết là lối chơi theo thiêu đốt. Ở thời điểm cho tới hiện tại á, chúng ta sẽ nói về cái việc là chúng ta đang hướng về 5.0, hướng về các phiên bản sâu hơn 5.0. Cho nên là chúng ta sẽ xem Emil như là một điểm khởi đầu cho nó làn. Nếu như các bạn hiểu ý mình ha. Rồi, thì ở trong Nalan thì chúng ta sẽ quan trọng ở việc là Emil có phải là một nhân vật cần thiết để chơi với các nhân vật trong tương lai hay không. Thì chuyện này là chưa biết đúng không? Nhưng mà có một số cái thông tin là các bạn có thể chơi được với một số nhân vật trong tương lai, ví dụ như Kinect chẳng hạn. Thì nếu như các bạn tin vào những thông tin đó, các bạn có thể roll Emil về. Và với việc này là một nhân vật mới thì đáng sở hữu, việc nó sẽ đáng sở hữu hơn Yelan là chuyện đương nhiên, bởi vì Yelan là nhân vật cũ rồi. Ok, nhưng mà do là đây là cho chúng ta chưa được trải nghiệm trực tiếp Emil, cho nên mình sẽ không có đưa ra quá nhiều những cái vấn đề liên quan tới bộ kit, liên quan tới cách chơi này nọ. Chúng ta chỉ nói về tương quan nhân vật, đây là nhân vật mới và khả năng nhân vật này sẽ có thể tương tác với nhân vật 5.0. Cho nên nếu như các bạn thích nhân vật này thì các bạn có thể roll. Ok, được không? Rồi, bây giờ mình sẽ nói tới nhân vật 5 sao tiếp theo trong banner cuối cùng phiên bản 4.0 này, nó là Yelan. Từ trước tới giờ Yelan là một nhân vật được đánh giá nằm ở mức mạnh rồi. Tuy nhiên Yelan là một nhân vật rerun xuất hiện từ 2.7, rerun 3.6 và 4.8. Tức là rerun cũng 2-3 lần rồi. Thì bây giờ câu chuyện dành cho các bạn là bây giờ các bạn cũ thì có nên roll cung mạnh hay không? Và các bạn mới có nên roll Yelan về hay không? Thì bây giờ mình sẽ phân tích nha. Đầu tiên là về các bạn cũ này, thì chúng ta biết là Yelan mạnh như thế nào rồi. Với cái khả năng mà gây được 50% sát thương ở đây rồi. Và phần cung mạnh thì cho phép chúng ta được 2 E, và ở C2 thì cho thêm một lần thủy nữa để cấp thủy cho nó nhiều. Nhưng Yelan đã được chứng minh là một nhân vật chỉ cần C0 và cầm cây phong kiếm là được rồi. Cung cây phong là được rồi. Chúng ta cũng chỉ cần như vậy thôi. Cho nên là xét ở mặt generic đội hình dành cho nhiều thể loại nhân vật khác nhau, bản thân Yelan á, thì việc lên cung mệnh là không cần thiết. Mình hiện tại mình lên C2 ngay từ đầu bởi vì mục đích của mình là để một mình Yelan cấp thủy đủ cho Hu Tao Bếp. Hồi đó là như vậy. Cho nên đó là lý do tại sao mình lên C2. Còn nếu như các bạn không phải vì mục đích giống mình, hay các bạn cảm thấy, và thậm chí là sau này có Furina rồi á, khoe C3 một xíu, có Furina rồi á, thì cái việc mà lên cung mệnh này càng không cần thiết. Lên C2 này, C1 cũng vậy, cũng không cần thiết lắm. Cho nên nếu như các bạn nào đã có Yelan rồi thì lời khuyên của mình cho các bạn, trừ khi các bạn sim, thì các bạn để dành tài nguyên đó cho các nhân vật 5.0 sau này. Ok ha. Rồi, tiếp theo là về pool nhân vật 4 sao. Thì thật ra thì mình nghĩ rằng là nó đã quá cũ rồi. Chúng ta có Razor, chúng ta có Yanfei, chúng ta có Sengling. Đây, cả ba nhân vật này đều là những nhân vật mà gọi là kiểu gì nó cũng lên C6. Đối với Sengling là nhân vật thậm chí trong banner thường cũng có. Thật ra cả ba đều trong banner thường mà. Razor C6, Yanfei C6. Thì thật ra ở thời điểm bây giờ thì khi mà các bạn đã tới ở thời điểm như tụi mình, như mình với Hạo rồi á, thì cái việc nó là nhân vật quá cũ. Cho nên gần như banner này là banner 10+1, tức là roll 10 sẽ được 5 tinh huy á. Cho nên là còn những bạn nào mới toanh chưa biết gì, thật ra các bạn nên đợi đến 5.0 luôn, mình có nhân vật mới mình chơi như mọi người. Hoặc là nếu các bạn ở giai đoạn thời điểm đầu thì cái gì cũng nên roll, thì gặp banner nào roll banner đó thôi. Và nếu như có thì mình khuyên là Yelan, bởi vì Yelan được bảo chứng sức mạnh rồi, còn Emil thì chưa. Rồi, chúng ta sẽ đến với banner vũ khí.
banner vũ khí của chúng ta sẽ gồm hai cây là Nhược Thủy và Pika Lumidos. Thì cái cây trấn của Emil là cây Pika này thì do chưa có thông tin chính thức của nhà phát hành cho nên mình sẽ không bàn tới. Nó sẽ liên quan tới việc là có Emil, quan trọng có Emil hay không ha. Rồi còn Nhược Thủy thì hiện tại ở thời điểm bây giờ Nhược Thủy đang được đánh giá là cây cung rộng và mạnh dành cho các nhân vật dùng cung 5 sao. Nhưng mà lại câu hỏi nữa là bây giờ việc bạn lên cây này so với việc bạn giữ tài nguyên để bạn đi 5 chấm thì bạn ưu tiên cái nào nhiều hơn? Đấy bạn, chúng ta sẽ có hai câu hỏi như vậy bởi vì chúng ta sắp tới 5 chấm rồi. Cho nên là đối với mình nhá, mình sẽ không mặn mà lắm với cái banner này ha. Còn cây Pika này thì sẽ dành cho những bạn nào mà muốn roll Emil. Còn nếu bạn không roll Emil, bạn không roll Yelan thì banner này mình skip luôn. Rồi, tiếp theo là sẽ là dạng 4 sao thì mình nói thẳng luôn. Bây giờ mình có trọng kiếm sắc nước mà khai ra, pháp khí sau đêm rong ruổi, kiếm đơn, kiếm sáo, thương Tây Phong và cung Tây Phong. Năm vũ khí này đánh giá cao chỉ có hai cây này là hai cây Tây Phong. Ba cây này coi như phế, mình nói thẳng luôn coi như phế. Hai cây dưới này là hai cây ngon. Nhưng mà bởi vì nó quá nhiều, banner thường bạn cũng ra được, banner vũ khí bạn cũng ra được, banner nhân vật cũng ra được, thậm chí có nhiều phiên bản nó ra banner sự kiện cũng ra được luôn. Các bạn có thể ra được tới bao nhiêu? Để mình đếm cho các bạn xem mình có tất cả bao nhiêu cây Tây Phong rồi. Đây là cung Tây Phong này, rồi kiếm thương Tây Phong hình như cũng một mã luôn. Nó còn dư cả một cây năm đây này. Là các bạn biết nó nhiều cỡ nào rồi, ngán lắm rồi. Cho nên là nếu như các bạn mà roll vì 4 sao thì thật ra nó rất là lỗ. Rất là lỗ, nó không nâng cấp được tài khoản của bạn đâu. Và quan trọng nữa là như mình đã nói từ đầu là đây là phiên bản cuối cùng, đây là banner cuối cùng của phiên bản 4 chấm. Có nghĩa là 3 tuần nữa chúng ta qua 5 chấm rồi, chúng ta sẽ có những nhân vật mới, cơ chế mới. Và lúc đó các bạn sẽ yêu cầu một lượng tài nguyên rất nhiều cho những nhân vật mới, gì cũng mới hết. Thì lúc đó mình nên, theo ý kiến của mình là chúng ta nên thu tài nguyên lại để tới 5.0 mình bung ra. Tóm lại thì đối với những bạn nào muốn roll bị sim thì câu chuyện nó không còn gì để bàn, đúng không? Nhưng nếu như các bạn mong muốn sức mạnh, mong muốn tài nguyên, mong muốn có sự nâng cấp cho tài khoản của mình thì hiện tại mình cảm giác như là đây không phải là nơi mà các bạn bỏ tài nguyên các bạn ra roll, được không? Chúng ta nên dành tài nguyên đó cho phiên bản 5 chấm, còn 3 tuần nữa thôi, được không ha? Rồi, và đó là những nhận định của mình về Emil, Yelan và banner cuối cùng của phiên 4 chấm. Các bạn có ý kiến gì về nhận định của tụi mình hay không? Hãy comment phía dưới nhé. Nếu các bạn thích thì nhớ like, subscribe cho kênh để tụi mình có thêm động lực để ra những video mới về các game mà tụi mình chơi ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.